Bước sang thế hệ thứ 7 với 174 người thừa kế, gia đình Rockefeller vẫn duy trì khối tài sản kếch xù với hơn 11 tỷ USD vào năm 2019. Gia đình Rockefeller thịnh vượng từ thế kỷ 19 khi họ thống trị ngành công nghiệp dầu mỏ. Người có công đóng góp cho sự thịnh vượng của gia tộc này phải kể đến John Davidson Rockefeller. Ông không chỉ được xem là người đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thuở sơ khai, mà ông còn trở thành tỷ phú đầu tiên của Mỹ sau khi thành lập tập đoàn Standard Oil vào năm 1870. Suốt hơn một thế kỷ, gia tộc này đã được xếp vào hàng những gia tộc quan trọng nhất ở New York. Bên cạnh đó, sự phát triển của gia tộc Rockefeller gắn liền với công trình của Mỹ từ trường đại học, trung tâm văn hóa, bảo tàng nghệ thuật. Gia đình Rockefeller còn khiến nhiều người nể phục lẫn ghen tị vì các thành viên vẫn đoàn kết duy trì sự hưng thịnh của gia đình. Hiện tại có hơn 250 thành viên trong gia đình là hậu duệ của ông John Davidson Rockefeller và bà Laura Spellman Rockefeller. David Rockefeller, chủ tịch Rockefeller Co. cho biết, chúng tôi họp mặt gia đình hai lần một năm, thường là hơn 100 người cùng dùng bữa trưa Giáng sinh trong một căn phòng. Chúng tôi có một thứ có thể gọi là diễn đàn gia đình. Tại các cuộc họp mặt, chúng tôi sẽ nói về phương hướng, dự án, các thành viên mới và bất kỳ tin tức gia đình nào khác liên quan đến sự nghiệp hoặc các cột mốc quan trọng. Điểm mấu chốt là mọi người đều cảm thấy họ là một phần của gia đình này, ngay cả khi bạn chỉ là dâu rể trong gia tộc. Những người nhà Rockefeller thực hiện việc này một phần thông qua một căn nhà chung, nơi họ có thể tụ họp và kết nối với quá khứ của gia đình. Ông David Rockefeller cho biết, đây là một địa điểm quen thuộc và được truyền qua nhiều thế hệ. Tôi có thể quay trở lại nơi ông cố tôi đã sống hơn 100 năm trước và xem ông, con trai ông và cả những đứa cháu của ông đã sống như thế nào. Gia tộc Rockefeller đã không còn sở hữu công ty gia đình kể từ năm 1911. Từ sở hữu một công ty khổng lồ đã biến thành nhiều công ty niêm yết công khai. Tất nhiên, sự giàu có trong gia đình chúng tôi xuất phát từ hoạt động kinh doanh dầu mỏ của Standard Oil. Tuy nhiên, công việc kinh doanh đã giúp chúng tôi ngày càng gần gũi, trong khi có rất nhiều gia đình vì việc kinh doanh mà đấu đá, chia cắt. Giá trị gia đình chính là thứ giúp gia đình Rockefeller luôn đoàn kết, mà cụ thể ở đây là việc làm từ thiện. Họ thành lập rất nhiều quỹ khác nhau, bao gồm Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund và David Rockefeller Fund với tổng giá trị tài trợ lên đến hơn 5 tỷ USD. Bằng cách chú trọng bản sắc gia đình, nhà Rockefeller đã duy trì các giá trị cốt lõi của John Rockefeller, người có câu thần chú được khắc trên đá tại trung tâm Rockefeller. Đối với mỗi quyền lợi đều gắn liền với một trách nhiệm, mỗi cơ hội đều gắn với một nghĩa vụ và mỗi sự sở hữu là một bổn phận.